Dạ, chào buổi chiều của chú anh chị nha. Tôi chúc cô chú anh chị có nhiều niềm vui nha. Dạ, buổi chiều hôm nay con giới thiệu với cô chú anh chị có 7 giống mai nha cô chú anh chị. Dạ, bây giờ giống mai thứ nhất là cây dẫu siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. À, cây tầm nó khoảng này nè nha, 7-8 lá, 10 lá vậy nè. À, tầm cỡ này thì khoảng 10 ngày nữa mình cắt cũng được vài bo nha cô chú anh chị. Bữa nay con làm combo nha, con có bán lẻ làm combo. Dạ, cây thứ nhất là cây siêu bông Sài Gòn. Dạ, cây thứ hai là cây cúc phượng Thanh Trân nha cô chú anh chị. Là cây tầm nó dày luôn nha, rồi gió quá trời luôn, cây bão gió quá trời gió luôn. Rồi cây thứ hai là cây cúc phượng Thanh Trân nha cô chú anh chị, bông thì chùm chùm ra chuỗi nha. Dạ rồi, cây tiếp theo là cây mai lá ngọc hình vàng cô chú anh chị. Cái này mình tết mình tuốt lá xanh ra nó ra nguyên cái lá vàng cho mình nha, mai lá ngọc hình vàng. Dạ rồi, tiếp theo là cây quảng hương mộc mai nha cô chú anh chị. Cái này là mai của Huế nè, quảng hương mộc mai có mùi thơm nha, bông nó có mùi thơm thì cây tầm như vậy nè nha, làm combo cây rất là khỏe luôn. Dạ rồi, tiếp theo là cây mai móng rồng đọt hồng. Móng rồng đọt hồng thì cái cây này nó có cái móng nè, cây có móng mà có đọt luôn nha, cây có móng mà có đọt luôn nha, rất là đẹp luôn. Dạ rồi, cây tiếp theo là cây mai tiếng vua khích nụ cô chú anh chị. Cây này thì ta cao ca tầm hơn một gang tay nha, hơn một gang tay. Cây này mình gần lấy bo được nhiều lắm luôn, cắm được cả 10 bo luôn. Dạ rồi, tiếp theo là cây mai tự xoắn. Mai tự xoắn thì cây này cũng còn non nhưng mà cũng khoảng 10 ngày nữa mình lấy được vài bo nè. Cây này là xoắn nó nhiều là mình lấy bo được nè nha. Dạ rồi, combo của con hôm nay gồm có 7 giống nè. Con bán giá là 320.000 còn bao phí ship cho cô chú anh chị luôn nha. 320.000 còn bao phí vận chuyển luôn. Cây rất là tươi tốt nha. Rồi, cô chú anh chị có thích sưu tầm những cái giống mai về làm giống á thì liên hệ con qua số điện thoại là 0982692597 nha. Rồi vườn con cũng còn những giống mai khác tiếp theo á. Nếu cô chú anh chị có muốn làm combo như vậy nữa thì cứ báo rồi con làm combo cho cô chú anh chị cho nó đỡ tiền nha. Vậy rồi, con xin cảm ơn cô chú anh chị nha. À, con xin hết ạ.